Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ở đây không biết là có bạn nào biết tới con tàu huyền thoại Titanic không, hay là bạn nào đã từng xem cái bộ phim Titanic thì hãy bình luận ở bên dưới, vì mình có một câu hỏi dành cho các bạn, những bạn nào biết nha. Còn những bạn nào không biết khỏi cần trả lời câu hỏi này. Đó là các bạn có biết lý do tại sao con tàu Titanic lại bị chìm xuống dưới đáy biển hay không? Tuy là nó là một con tàu vĩ đại mà lại bị chìm khi đang đi trên biển, thì đố các bạn trả lời được câu hỏi này. Rồi, các bạn đã trả lời xong chưa? Thì nếu mà bạn nào không trả lời được á, thì ngay bây giờ mình và team 500 anh em sẽ đi lên con tàu Titanic khổng lồ ở đằng kia, một con tàu vĩ đại, và tụi mình sẽ tìm xem sự thật về con tàu này. Tại sao con tàu này lại bị chìm xuống dưới đáy biển và nguyên nhân là vì sao? Thì bây giờ chúng ta đi thôi các bạn ơi. Rồi, let's go đi nào mấy em ơi, nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu các em à. Tàu ở đây gọi là phải chứa gọi là rất là nhiều người, nhưng mà nếu mà chúng ta không đi kịp á thì chúng ta sẽ bị bỏ lại. Vì sao? Là tại vì con tàu này rất là nhiều người muốn đi. Mày lên mấy em à, let's go, vô nào. Rồi, bây giờ là tụi mình sẽ vô ghế ngồi nha các bạn. Ở đây là mình sẽ vô ghế này ngồi, rồi sau đó tụi mình sẽ được đưa lên trên thuyền, các bạn thấy không? Tàu Titanic vĩ đại, siêu to, siêu khổng lồ luôn. Bây giờ là chúng ta đã tới được một căn nhà rồi, nhưng mà hình như căn nhà này có người ở thì sao á. Đúng rồi các bạn ơi, nhà này lên sáng đèn là có người ở nè. Ui, ở đây có một cái nông trại. Ui, cái chú coi nông trại nè. Chú ơi, chú dậy đi chú ơi, có khách tới nhà nè chú ơi. Ủa sao ngủ mất tiêu rồi. Chúng ta đang ở đâu vậy nè, mình cũng không biết nữa các bạn. Rồi bây giờ là nếu mà chúng ta cưỡi bò thì sẽ như thế nào? À, mấy thanh niên này đang nói là nếu mà chúng ta cưỡi mấy con bò này sẽ như thế nào ta, mình cũng không biết nữa. Đâu, để mình thử leo lên con bò này mình cưỡi coi. Ủa đâu có cưỡi được đâu, chỉ đứng trên thôi à. Ê, bila, hey, mấy đứa kia đang làm cái gì vậy? Ui, chú gọi là coi nông trại này á, chú nông dân các bạn, chú la tụi mình, kêu tụi mình đang làm gì? Ê, chú kia chạy đi đâu? Chú này các bạn ơi, ui, sao, no, một đứa bị bắt rồi, sao chú nông dân này nhìn mặt ác vậy? Trời, chú này bị ma nhập rồi, chạy đi, no. Trời ơi các bạn ơi, tụi mình đang ở trên tàu rồi, sau đó tụi mình gọi là xuống tàu rồi các bạn. Nhưng mà tự nhiên mình không biết tại sao tụi mình lại ở cái nông trại này nữa. Và cái nông trại này thật là đáng sợ, chạy đi mọi người. Chạy đi, chạy thật là nhanh. Trước mặt của mình đây là mẹ nha các bạn, mẹ của tụi mình nha. Đó, mẹ rất là nhiều đứa con luôn, 16 đứa con. Ghê thiệt. Rồi bây giờ là chúng ta đi tiếp để xem coi. Ui, chú còn dí không? Chú còn đuổi. Ui, chú đang đuổi theo tụi mình. Chạy thôi, chạy đi mấy đứa. Chạy đi. Kìa, đằng kia có gì kìa? Đằng kia có một vòng tròn ánh sáng. Đây có thể là vòng tròn của Tôn Ngộ Không bảo vệ chúng ta khỏi yêu quái đấy các bạn. Chuẩn luôn, vòng tròn ánh sáng này nè. Chuẩn rồi. No, chạy đi. Chú đang tới kìa mẹ ơi. Mẹ ơi, chú đằng sau lưng kia. Đây, cái ông là nông dân, ông đang đứng ngay cái cây này các bạn ơi. Ông bị ma nhập rồi cho nên là ông không biết ai là ai đâu các bạn ơi. Wow, may mắn là tụi mình chạy được. Mẹ ơi, ở đằng kia có cái gọi là cái gì nè, cái xe lửa các bạn, đi đến Southampton là cái nơi mà gọi là có tàu Titanic thì phải. Đừng lo lắng, đó là cái chuyến tàu của chúng ta các bạn ơi. Đây là chuyến tàu đi tới Southampton. Tất cả mọi người lên tàu. À, đợi mẹ đi là mình đi nha các bạn. Trời ơi, thanh niên nào. Ui, có hình của mình nè. Ôi, đi. Chúng ta cần phải lên tàu nhanh lên mới được. Nhanh lên nào. Chạy lên nào. Cần phải nhanh lên các bạn ơi, chứ không là sẽ cái chú lái tàu sẽ bỏ tụi mình lại đó. Chú ơi, đợi tụi con với. Đừng có đi nha chú. Để tụi con. Rồi, được rồi, bây giờ là tụi mình đi tới rồi các bạn ơi. Cố lên. Rồi, tụi mình sẽ lên chỗ này. Có ghế ngồi đàng hoàng luôn các bạn ơi. Mà giống như là sao xe chở heo vậy trời. Ui, không sao. Vô ghế ngồi. Ơi, sao vô ghế ngồi không được? Vô ghế ngồi đi mấy đứa, ổn định chỗ ngồi đi. Wow, vậy là hồi nãy mình lầm các bạn ơi. Vậy là hồi nãy mẹ nói là 5 tiếng sau là tụi mình sẽ được đi lên tàu Titanic. Vậy là bây giờ tụi mình mới được đi nè, sorry các bạn nha. Mình không biết tiếng Anh nên là chém gió hơi nhiều. Rồi, let's go. Mẹ đâu ta? Mẹ đang đứng ở đây, đang làm gì nè các bạn ơi? À, mẹ đang chuẩn bị hành lý cho tụi mình, để tụi mình đi lên chuyến tàu Titanic các bạn nha. Vĩ đại chưa? Siêu to khổng lồ chưa? Wow, anh niên kia giật đồ. Ôi, giật đồ, dí theo mấy đứa. Thanh niên này giật đồ. Trời, dám giật đồ của mẹ tôi hả? Ông sai lầm rồi, mẹ tôi có mười mấy đứa con đây nè, ông chạy kịp không? Rồi, xong ông rồi. Xin vĩnh biệt ăn trộm. Rồi, bây giờ là dí theo. Ủa, bây giờ phải đúng không ta? Đúng rồi, mình sẽ dí theo tên trộm này. Tên này, ui, tên trộm này chạy nhanh vậy. Không được rồi, mình sẽ dí theo. No, trộm à, cảnh sát đây. Chú cảnh sát, bắt tên này lại. Chú cảnh sát cái tên này là trộm nè. Các bạn nhìn mặt tên này gian ghê không? Đây, chú cảnh sát đang đứng đây cười đó bạn ơi, cười. Bắt được tên này rồi. À, ông dám gọi là ăn trộm à. Ha ha, you never
Catch me, không bao giờ bắt được tôi à hả? Ngươi đang thách thức ta. Được rồi, bây giờ là ông này chắc chắn bị chú cảnh sát bắt đây. Chú cảnh sát bắt tên này nè. Rồi, cảm ơn mấy con nha. Mấy con đã bắt tên chậm cho chú. Chú cảnh sát cảm ơn tụi mình nha. Dạ không có gì đâu chú cảnh sát ơi. Mà chú bắt tôi đi rồi trả lại cái túi cho mẹ con. Ồ, ghê chưa. Đơ, đây, tàu Titanic. No, bây giờ quay trở lại thôi. Tàu Titanic bắt đầu chạy rồi. Nhanh lên mấy đứa ơi, nhanh lên. Bây giờ lên tàu thôi các bạn ơi, let's go. Yeah, may quá. Đây, ui, có người sót vé nữa các bạn ơi. Tụi mình cần phải gọi là để mẹ lên nữa kìa. Cái chú sót vé đứng ở dưới các bạn ơi. Đó, bây giờ tụi mình lên rồi, mẹ mình sẽ đưa vé cho nha. Tại vì ở đây mẹ mình lo hết những cái vé đồ rồi, tụi mình chỉ có việc là đi thôi. 1865 là gì ta? Các bạn nhớ một số này nha. À, cái đó là mã vé các bạn ơi. Rồi, mẹ đang đứng ở dưới nói chuyện với chú gọi là kiểu gì các bạn ơi. Rồi, để mình sẽ đi xung quanh cái tàu Titanic này xem như thế nào. Wow, các bạn có thể thấy nè, đây là cái chỗ để người ta buổi tối, người ta ra đây ngắm cảnh các bạn. Wow, hoặc là buổi sáng ngồi như công viên luôn các bạn ơi, xịn thiệt. Wow, đây chính là bên trong con tàu Titanic huyền thoại mà mình chỉ thấy trên phim thôi, chứ bao giờ mình thấy được ngoài đời. Ý, ai rớt đồ kìa, ủa không phải cái chân của nào á bạn ơi. Nhưng mà bây giờ là mẹ mình đang nói là gì đây? Ôi, mấy con cứ gọi là đi xung quanh đây, gọi là khám phá nơi gọi đi. Đó, quá đã luôn các bạn ơi. Ui, cái chỗ này là chỗ uống trà đồ nè, ăn uống đồ các bạn. Cái này mình nghĩ là chỗ này là ăn uống để uống trà đồ đó. Đó, quá đã luôn. Ở đây có lò nướng, có lò phải lộn, cái này là để sưởi ấm các bạn ơi. Đến giờ ăn rồi, mình sẽ ngồi ở đâu đây? Mình sẽ lựa một cái chỗ nào đó bàn nhiều người để mình ngồi chung với 500 anh em nha. Đây các bạn này nhiều người nè. Rồi mấy đứa ơi, né ra để anh gọi là ăn coi nào. Đây, chú gọi là hạ đầu bếp ra rồi các bạn ơi. Đó, không biết là thấy mặt chú đầu bếp không? Đây chú đầu bếp. Không, chú đầu bếp bị ma nhập. Này thì đứng kế chú đầu bếp mấy đứa kia và cái kết các bạn. Tự nhiên đứng kế chú đầu bếp làm gì và cái kết. tham ăn nè. Chú đầu bếp đã tức giận khi mà tụi nó đã đứng trước mặt chú. Chú đã không gọi là muốn ai đứng trước mặt chú hết bạn. Chú tức giận nè các bạn nhìn nè. Oh no, chạy đi. Rồi bây giờ mười mấy đứa, bây giờ chỉ còn vài đứa thôi. Vậy cho dễ các bạn ơi. À, no, trời ơi, bây giờ làm sao đây mẹ ơi. Tự nhiên bây giờ chú đầu bếp bị ma nhập rồi. Chú đầu bếp điên rồi. Trời ơi các bạn, vậy là chắc chắn con thuyền này có vấn đề. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta cần thoát khỏi đây thôi. Bây giờ thoát khỏi đâu? Đường này nè mấy đứa ơi, nhanh lên, chúng ta cần phải có chỗ thoát đi. Nhanh lên nào. Trời ơi các bạn ơi, ghê quá. Thật sự là quá ghê gớm. Rồi tụi mình trốn được rồi. Trời ơi, vậy là các bạn đã biết sự thật về con tàu này rồi đó. Ghê gớm thiệt các bạn ơi. Mình nghĩ là do con thuyền này đã bị gọi là một thế lực tâm linh nào đó gọi là làm gì đó bạn ơi. Bây giờ là 5 giờ nè các bạn, mình không biết là 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều nữa. Đó, cho nên là mình đã rất khó xác định được gọi là giờ giấc các bạn ơi. Bây giờ là chỉ còn có vài người thôi, thấy không? Đã nói rồi, bây giờ tụi mình cần phải bơi thôi, bơi đi mấy đứa. Bơi tìm đường mà thoát đi. Chúng ta không thể nào mà ở đây được lâu đâu. Tìm đường thoát đi, nhanh lên. Thôi bơi mệt quá, lên trên thôi bạn ơi. Bơi nãy giờ mình nghe có mùi nó thâm thẩm, không biết thế nào. Nó tè ra hồ bơi, nó ghê quá. Rồi bây giờ là mình sẽ ở đây đợi tí nha các bạn. Rồi bây giờ là, ôi boy, hôm nay là một ngày dài. Trời ơi, đã 5 giờ rồi sao? Chúng ta gọi là trễ hẹn rồi. Mẹ gọi là sẽ thực sự cảm thấy gọi là như lo lắng cho chúng ta đó. Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ chúng ta cần phải đi ăn thôi các bạn ơi. Quay trở lại chỗ hồi nãy đi ăn thôi. Chắc là chỗ này. Đâu mở cửa? À đây rồi. Đây rồi mẹ ơi, tụi con đây nè mẹ. À, bây giờ ui, cái phòng tụi mình ở nè các bạn. Có hình của con thuyền Titanic nè. Ghê chưa? Một con thuyền huyền thoại các bạn ơi. Cúp điện rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? No, cái gì? Titanic chìm rồi hả? Sao mà được? Không thể nào. Tại sao lại chìm được chứ? Mình đang hỏi tụi nó nè. Đang cái gì vậy? Mấy em đang nói cái gì vậy? Bây giờ tụi nó nói là đây là một giấc mơ gọi là ác mộng. Đây là một ác mộng các bạn ơi. Trời, hình như là mẹ nói là tàu, bây giờ là cái tàu nó bị cái gì bạn ơi? Bây giờ mình kêu đi ngủ đi. À, phải tàu chìm không? Hay là sao? Có khi nào tàu chìm mà kêu mình đi ngủ chắc mà mình ngủ luôn không? Mình luôn á. Ôi mọi người chạy rồi, no. Nhìn kia mọi người đang hoảng sợ chạy ra khỏi tàu. Vậy là rõ ràng tàu chìm rồi. Mẹ mình kêu excuse me sir. Trời ơi, mọi người ơi, quan tâm tụi tôi tí đi. Tại sao mọi người lại chạy vậy? Nhìn kia, nước đang tràn vào thuyền. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? No, chiếc thuyền tàu Titanic gọi là bị chìm rồi. Cho tụi con chạy ra ngoài đi. No, ra ngoài tụi mấy đứa ơi. No. Wow, đường nào, no, lối thoát của chúng ta đang bị chìm rồi. Chúng ta phải đi ngược lại thôi.
Let's go, nhanh lên. Đây, cái cô này đang đứng nói chuyện với mẹ mình nè. Đó, nói là tàu Titanic bây giờ nó đang bị chìm rồi. Bây giờ thì chúng ta cần đi đâu đây? Hay là chúng ta chui vô mấy phòng này? Phòng số 1 nè các bạn ơi. Phòng này phòng gì đây? Boiler room là phòng gì? Mình không biết nữa. Nhưng mà nước đang tràn vô. Trời ơi, chúng ta làm gì đây? Trời, được, để mình nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta cần làm gì đây? Ui, cái thuyền nó đang nghiêng các bạn ơi. Đây, cái cô này đang nói là cái thuyền nó đang gọi là bị chìm xuống. Đó, nhìn nó gọi là hạ sáu bạn ơi, chúng ta cần phải quay lại. Ui, tụi nó còn kêu đừng lo lắng, chúng ta cần phải tìm gọi là cái ai các bạn ơi, cái người nào đó. Cô nào bạn ơi? Chúng ta cần phải tìm em bé. Đây, em bé đây rồi các bạn ơi. Đây đây, trời ơi mấy đứa ơi, đứng lên em bé vậy. Đây, em bé nè các bạn. Đây, em bé đây là chắc chắn đây là con của cái cô hồi nãy rồi. Cô đó kêu tụi mình đi tìm giúp em bé tại vì á là thuyền nó đang chìm và cô đang rối quá không biết chuyện gì xảy ra. Đây rồi, em bé đây rồi các bạn ơi. Chúng ta cần phải lại đem lại cho cô ấy. Rồi, tụi con tìm được em bé rồi nè. Rồi bây giờ nè, đây. Đây đây lại đưa em bé cho cô. Đó. Thanh Kiều. Không giả không có gì đâu. Làm việc tốt mà nên là không có gì đâu cô. Rồi, tôi không biết là phải cảm ơn cái con như thế nào, nhưng không cần đâu cô, nước tràn vô rồi. Cô không cần phải cảm ơn đâu, cô tìm cách cho tụi con chạy khỏi chỗ này là được rồi. Chứ cô cảm ơn biết là tụi con chìm luôn với cái thuyền này đó. Bây giờ phải làm sao đây? No, còn mẹ của mình nữa. Mình không thể nào bỏ mẹ mình lại được. Trời ơi, lối thoát đã bị khóa rồi các bạn ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mẹ ơi, chạy thôi mẹ ơi, chìm rồi. Nhanh lên. À, hình như là cái phòng boiler room nó có vấn đề bạn ơi. Tôi không biết. Nhưng mà bây giờ á, nhưng mà cái căn phòng này á là sau đây được vô rồi như thế nào? Phòng boiler room nè các bạn ơi. Bây giờ mẹ mình kêu á là hả có thể là chúng ta cần phải đến lối thoát thôi, nhưng mà lối thoát đang bị chặn nước vô. Ôi cái gì đây? Nhìn kìa, có một lối thoát hiểm ở dưới, ở cuối cái con tàu các bạn ơi. Nhưng mà tụi mình cần phải tới đó. Rồi nhanh lên, cái này nó chặn đường nhau cho nên là khá là ghê. Đi đi mấy em, đừng có cản đường nhau. Ở đây mà cản đường nhau là xin vĩnh biệt cụ luôn ấy. Đấy, ấy chưa, một đứa đã xin vĩnh biệt cụ rồi, Flotillo. Oh no, nhảy đi em, không có thời gian đâu. Ui, mình xếp tí mình rớt rồi. Cố lên em ơi, cố lên, đúng rồi. Vượt qua rồi, yeah, lối thoát rồi. No, Flotillo đã bỏ lại. Sorry em, nhưng mà em cười quá. Lý thế nào? Wow, các bạn thấy chưa, bây giờ chuyến tàu này rất là bất ổn luôn các bạn ơi. No, trời ơi, con tàu Titanic nó bị chìm rồi nè. Ê, có thuyền cứu kìa. Thì ra con tàu Titanic đã gọi là lao vô tảng băng các bạn ơi. Mọi người đang đứng đó đợi tụi mình. Bấm xem video này và nếu thầy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một share, một comment nếu bạn là fan chính. Muốn ủng hộ mình nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những